Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với vlog của nhà COX. Nhanh ghê, mới đây mà cái nắng nóng mùa hè đang dần rời đi và các bạn nhỏ đã đi học được một tuần rồi. Thế là hôm nay mẹ My quyết định làm cái vlog này để tổng kết lại mùa hè của các bạn. Để xem là 2 tháng vừa qua thì các bạn nhỏ đã làm những gì, đã thu hoạch được bao nhiêu niềm vui nè. Tuy là không có được đi nắng vàng, biển xanh, resort, rido, nhưng mà COX cũng bận lắm á. Mọi người hãy ở lại tiếp và cùng ôn lại kỷ niệm mùa hè vừa qua với COX nha. Canada thì hay bị đồn là lạnh lắm, ai cũng sợ nhất là cái lạnh ở Canada. Nhưng lạnh thì lạnh chứ cũng trồng rau, trồng hoa được nè, mọi người thấy không? Mùa hè Canada chính xác ở đây là Calgary, cũng kéo dài được 2-3 tháng đó chứ. Từ tháng 6 đến đầu tháng 9, thời tiết Calgary sẽ kiểu có ngày nóng chảy mỡ, thích hợp đi thuyền, đi bơi, đi chơi nước. Cũng có những ngày hè Calgary thời tiết se se lạnh giống như Đà Lạt, thích hợp để tụ tập nướng barbecue, nướng bắp, ăn cùng nhau ở ngoài trời. Hoặc là có thể đi leo núi, tại vì lạnh lạnh á, đi leo núi nó sẽ đỡ mệt hơn là nóng đó. Đợt này thì hai nhà chúng mình cho các bạn nhỏ đi chinh phục một ngọn thác nhỏ ở gần Banff, gọi là Johnston Canyon. Đoạn đường hiking lên phía trên ngọn thác dài 2,5 km là 1,5 mile á, và tụi mình đã phải đi hết hơn 4 tiếng đồng hồ cả đi và về. Đáng lẽ tụi mình có sự lựa chọn khác đi dễ dàng hơn, đó là đi xuống phía dưới ngọn thác để ngắm ngọn thác từ phía dưới, thì đoạn đường đó chỉ có 0,5 mile thôi. Nhưng không, chinh phục khó khăn, vượt qua được giới hạn của bản thân mới là bài học của chuyến đi lần này. Và bây giờ mọi người đang thấy là đoạn đường cuối cùng của các bạn để về đến đích. Mọi người cùng theo chân các bạn xem các bạn có hoàn thành được thử thách không nha. Kyle có vẻ rất là mỏi chân rồi đây. Và ai cũng mệt chứ không riêng gì ai. Nhưng tất cả đều cố gắng không bỏ cuộc. Vì gần về đến đích cho nên ai cũng rảo bước thật là nhanh để được là người đầu tiên đến đích nè. Và mọi người biết gì không, tất cả các bạn nhỏ đều hoàn thành được thử thách. Và dĩ nhiên là trừ người già rồi, bà ngoại đã không có lên được tới nơi. High five, lên tới rồi ơi, high five. Lên tới rồi, high five vô. High five. High five. High five. Ây da, rồi lên. Và đây chính là phần thưởng cho sự cố gắng của tất cả chúng mình. Đó là một chiếc thác cùng với một chiếc cầu vồng thiệt là đẹp như vậy. Mùa hè còn là mùa tụ tập bạn bè, tung tăng hội hè, chợ đêm, lễ hội các loại nữa nè. Trẻ em ở Calgary thì nghỉ hè từ cuối tháng 6 và đi học trở lại vào đầu tháng 9, cho nên là các bạn sẽ có trọn vẹn 2 tháng để chơi bời. Nói là 2 tháng vậy thôi chứ vì mình có quá nhiều hoạt động cho nên là thời gian cũng trôi qua nhanh lắm.
Mới vào mùa hè thì ở thành phố Calgary có lễ hội Stampede, là một lễ hội ngoài trời lớn nhất trái đất, diễn ra liên tục trong 10 ngày. Cho nên là 10 ngày đó mình chỉ có đi chơi nè, đi coi show, đủ các loại show, từ xiếc chó rồi xiếc người. Không nhắc đến show mô tô nhào lộn này. Sau Stampede không bao lâu thì tới lễ hội pháo hoa Global Fest. Lễ hội pháo hoa thì diễn ra trong 5 ngày xen kẽ nhau và mỗi ngày sẽ là màn trình diễn của một nước. Và đây là cách mà mọi người cũng như nhà mình đi xem pháo hoa ở lễ hội pháo hoa Global Fest. Đó là mình sẽ ra sớm và chọn một chỗ ngồi có cái tầm nhìn về cái nơi bắn pháo hoa thật là tốt. Rồi cắm trại, ăn uống, chơi bời. Chờ đến gần 10 giờ tối thì các màn trình diễn sẽ bắt đầu. This is absolutely amazing. Thank you so much for being here because truly we could not do this without you. Đây là pháo hoa trình diễn để thi đấu giữa các nước, cho nên nó khá là đặc biệt hơn là những cái lúc pháo hoa mà mừng lễ này lễ nọ. Pháo hoa này sẽ được bắn trên nền nhà. Bây giờ thì mời mọi người chuẩn bị xem pháo hoa nha. Thank you.
Xong màn lễ hội thì bây giờ mình sẽ chuyển tiếp đến câu chuyện cắm trại của gia đình mình và mình sẽ để các bạn nhỏ kể nha. Đã, hôm nay mình làm gì giới thiệu cho mẹ coi coi. Bây giờ bộ cho đến mà hôm nay mình đi cắm trại. Hôm nay mình đi cắm trại hả? Nghe nói rõ ràng là hoàng cắm trại ở đâu? Mình cứ phải ngủ ở trong lều đó nha bà con. Chắc cũng có nhiều phòng lắm. Nhiều phòng? Cái lều mà có nhiều phòng? Ý tôi nói là có nhiều tầng luôn á. Ôi nói là nó gần, chắc là gần cao bằng cái nhà mình luôn á. À vậy hả? Xàm giống mấy đứa vậy đó hả? Không, tại cái cây mình nó dày lắm. À, à, ôi con nói mẹ nghe thử cái lều này nó có chứa được mấy người? Ồ, gắn dễ không? Không dễ lắm hả? Mọi người coi thử có dễ không nha. Chứ mình thấy ở trên cái hộp á, người ta ghi là 5 phút easy setup. Mà sao nhà mình á, kinh nghiệm quá cho nên họ làm tới 50 phút lận. Thành nhà chồng. Wow, mập ú ú. Rồi, hôm nay bị ơ mệt ra ngoài sân ngủ rồi. Tới lúc xong xuôi thì trời cũng nè, đã bắt đầu sập tối. Nè ôm. Thôi con đi xuống, con đi xuống. Rồi, Nhi ơi, ra cửa nhận hàng. Lý do mà có buổi cắm trại hôm nay là tại vì nhà mình rất là thích làm những cái thứ đặc biệt để có thêm kỷ niệm với nhau. Nhưng mà vẫn chưa đủ dũng khí để đi ra ngoài rừng hay lên núi hay ra biển cắm trại như người ta. Cho nên là ba Huy và mẹ My quyết định cho các bạn cắm trại ngay tại vườn nhà như thế này. Tối đó quả thật là rất là vui, tụi mình đã chơi cờ tỷ phú với nhau. Sau đó thì đi ngủ, mà được cái lúc ngủ thì bão tố kéo đến. Lều thì bị gió dập xuống hết, và nửa đêm cả nhà lại dắt díu nhau vào nhà ngủ. Quả là một kỷ niệm còn hơn cả đáng nhớ nữa đó mọi người. Hai checklist đã hoàn thành, bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với chương tiếp theo. Đó là bộ sưu tập những khu vui chơi mà CUX đã đi trong mùa hè vừa qua. Khu vui chơi đầu tiên mình muốn nhắc đến đó là đây, Activate. Tụi mình đã vô tình phát hiện ra và bây giờ thì cả nhà 5 người tụi mình đều rất là mê khu vui chơi này. Activate thì có 2 cơ sở ở Calgary và đây là cái chỗ mới nhất, chỉ mới mở được 1 tuần thôi. Mình nên mua vé trước online vì như vậy thì mình sẽ được chọn cái time slot phù hợp với lịch của mình. Vé ở đây cho một lần chơi là 75 phút, nếu mình không mua vé trước mà mình đến cái time slot đó đã đầy người rồi thì mình sẽ không được vào chơi đâu. Sau khi được phát vòng và đeo vào thì mình sẽ đến những cái máy này để mình kết nối vòng vào tài khoản của đúng tên mình nha. Bây giờ thì mình sẽ nhập vào cái email mà mình đã dùng để ký giấy miễn trừ trách nhiệm online. Từ đó thì thông tin profile của mình sẽ được mở ra đây nè, có đầy đủ tên 5 người nhà mình. Đó, vậy là xong. Sign is like pressing your white wristband up to right here. So I'll have you guys all quickly sign in. Okay. You're amazing. Oh. You got this? Amazing. Great teamwork. Oh. There you go. One more. Wow. So each player is five. Yeah, yeah. Five total. And as you guys do rank up, this will change. So for ring 2, which is Danny Pink, all of you guys will get there pretty quickly. Okay.
foot. I'm just going to explain this screen, which is probably getting more important. So as you guys can see, you will see your names, the time you have left, high scores that you have played a level 4, and the star awards you guys will get for playing your game. So I'm just going to press this really quickly. As you guys can see, it will just give you a brief information on how to play, like this. You guys want to step on all the blue tiles, press all the blue buttons. Avoid red, and green is always your safe zone. Okay. Okay. Good. You want to start? You press start. Okay. Let's go. Get to green. Get to green. 3, 2, 1. Ah, the lines are wrong. All the blue buttons. Don't press them and then return to the green tiles. Go, go, go. Press on the green button, Felix. Now press the blue buttons and step on all the blue tiles. Once complete, return to the green tiles. For the red one. Good job, Felix. Good job. Okay, there's one there. Kyle. Oh no. No, very green, very green. Good job, good job. Mọi người đi dẫm đi để ít tắc trên tường. Kìa có còn một cái, còn một cái. Rồi ok, về green lại đi. Good job. How to play? Asteroid will be getting closer on the wall in front of you. Hit the asteroid enough time to make them disappear. Okay, just try. Wow! Nè, hit! And it is in one of these 6 squares. Press one of the many squares that matches the sequence. Đó, dễ dễ chết ha. Heading one to advance to the next level. All right. Welcome. Game starts in 3, 2, 1. Trời này khó nha. Nhanh lên, hết giờ. Rồi 4 cái đỏ xung quanh.
Ủa, màu này là sao? À? Mình lên level đó. Nghĩa là mình lên level. Đâu, mình lên level 2. Không, đấy là level màu trắng, bây giờ mình lên level màu hồng, level 2 hay gì đó. No, choose down. No. Đây là nơi tiếp theo mà chúng mình đã đi. Flying Squirrel, công viên trampoline trong nhà lớn nhất thế giới. Trời ơi, giỏi quá, giỏi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi mà chị Hai Lexi thích nhất, đó là Taylor's Park, bảo tàng khoa học. Taylor's Park cũng là một điểm must go khi đến Calgary đó mọi người. Nghe bảo tàng khoa học thì có vẻ chán với nhiều người, nhưng mà cái Taylor's Park này thì rất là thú vị, không có chán đâu mọi người. Trong đây người ta thường thay đổi những cái exhibition để tạo sự mới lạ đó, cho nên là lâu lâu Lexi lại đòi đi à. Ở trong Taylor's Park này không chỉ là có những cái exhibition về khoa học không thôi đâu. Ở trong này họ truyền đạt những cái thứ về khoa học đến cho bọn trẻ con rất là thú vị và sinh động. Trong đây còn có playground cho các bạn nhỏ. Và còn có những nơi mà để cho các bạn có thể trực tiếp đụng chạm, tương tác để có thể tự mình nhận ra những cái nguyên lý khoa học hoặc là những cái lý do, những cái... kết quả từ một cái hiện tượng hay là một cái sự việc nào đó. Con thấy mình move không? Lúc mình move á. Đó đó, mình thấy mình không con? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình di chuyển nhanh á, mình sẽ tạo ra hình ảnh á.
mình hơn nè. Wow. Sao hao? Thì giống như mình làm cái này nè em. Ờ. Thì khi mà mấy cái rust nó bị cạ xuống dưới á. Đúng nó rồi. Polish. Đúng rồi. Quá kẹt là nhiều năm. Rất là nhiều, đúng không? Rất là lâu. Tại vì nó đâu phải giống như là mình làm vậy đâu, mình làm đúng vậy rồi. Mà không biết khi nào xong. Ừ. Có sự như vậy thôi. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Giỏi lắm. Nè con tránh ra nè, mẹ đang quay nè cái ồ. Nè, đây là trong trống nó đang bay, gió thổi từ đằng kia tới. Bây giờ mình phải làm sao để cho gió nó không thổi được một cái trong trống nào hết nha. Chặn làm sao để không có một cái trong trống nào đang quay nha mấy đứa. Dạ. Nó có mấy cái đang quay nè, mình sẽ làm sao mà cái này mình không đổ được. Ừ. Trong một ngày thì cũng hay có những cái show mà người ta trực tiếp làm những cái thí nghiệm khoa học hoặc là giải thích về những hiện tượng khoa học cho các em bé nghe như thế này nè. Rồi nằm yên nha, nằm yên nha, nằm thẳng rồi. Đúng rồi. Đó, thấy chưa nè, đinh lên nè. Rồi con buông ra đi nó sẽ xuống. Đó, thấy không? Xong tay ít nha. Rồi ít bấm cho em đi con. Rồi ít lên con. You don't want? Nó hai mẹ. Sao? Cúi xuống. Thôi thử người thấp đi. Oh my. Mẹ thử đi. It's your turn. Go. Just not true. À, liều lỗ tai bây giờ. À. Your turn. Okay. Oh wow, cái tay của người bự nhất thế giới. Ít ơi, con bỏ cái chân con vô cái chân dưới rồi con. Trời ơi, cái này là cái chân người ta bự bằng cái nguyên cái lét luôn Ít luôn ha. Wow, Ít người cao nhất thế giới. Nhìn
Kìa, wide arm span kìa con. Chui, ba ba phải kêu nó làm gì? Nhìn lên cái lỗ đi con. Rồi Felix, your turn. Con phải giữ. Thẳng cái đầu lên, máy quay ở trên, đúng rồi, like that. Nhìn thẳng cái máy quay nha. Trời ơi, thằng ý đó. Nó expect được rồi, cho nên là nó đẹp nhất luôn. Lắm không? Giỏi lắm con. Vượt qua nỗi sợ của mình là điều khó khăn nhất. Sau khi đi 7749 vòng thì cuối cùng Kao đã quyết định quay trở lại để thử. Đừng cái này. Đừng có nghĩ là đang sợ, ok? Tại vì thả lỏng nó sẽ không có bị gì hết, ok? Ok, thả lỏng nha. Chưa bắt đầu gì hết nha. Nằm thả lỏng nè. Ok. Ok. Đó, hết rồi. Đặt tay xuống rồi. Thấy chưa? Rõ ràng là khi không đặt xuống thì đau. Nhưng mà khi nó phân ra hết thì không đau. Rồi, xong rồi đó. Rồi, nằm lật ngửa ra. Rồi, nằm. Rồi, chưa, không có bắt đầu gì hết. Con nằm yên thôi. Nằm yên, không nhúc nhích. Đừng suy nghĩ gì hết. Nhìn mẹ nè, anh chưa làm gì hết nha. How you feel? How you feel? You feel nothing, right? Good job. Giỏi lắm các bạn. Rồi, hình tròn cái lộn, hình màu vàng bự nhất ở giữa. Rồi, hình tam giác màu xanh lá sẽ ở bên phải. Tay phải là tay biết chữ đó cho ông. Bên phải của màu xà màu vàng đó hả? Ừ, đúng rồi. Tay phải bên phải của màu vàng nha. Rồi, hình chữ hình vuông màu cam sẽ ở dưới đích của màu vàng. Rồi, hình màu đỏ nó sẽ ở dưới đích của cùng xem coi mẹ con mình có thành công không nha. Giống nhau. Giống không? Dạ, mẹ xem nó rồi coi nè. Mẹ coi thử nha. Nghe nói quá dị lắm nha. Cái máy này là thi khả năng phản xạ. Hai người cùng ngồi sẽ đặt tay lên mỗi người một cái nút. Khi mình thấy có một cái gì đó flash lên hay một cái tiếng động gì đó thì mình sẽ bấm thật là nhanh để xem coi ai phản xạ nhanh hơn. Bây giờ thì chúng mình sắp đến giờ vào xem một cái có thể gọi là bộ phim tài liệu ở trong một cái nhà hát rất là đặc biệt. Mọi người hãy cùng theo chân COX để xem có cái gì đặc biệt nha.
Và mỗi ngày thì ở đây đều có vài suất chiếu như thế này với những chủ đề khác nhau, mình cứ canh giờ rồi vào xem thôi. Wow, look at the dog. Mấy đứa có muốn nằm đây không hay là lên ghế? Mình nằm đây đi, cái loa ngay lít lít mình nó thật hơn. The front seat. Okay, so we sit here. Phone to silent. So, to some of the last Australian sea lion colonies anywhere on Earth. And he'll patrol it alone. Otto's mother has been feeding her for 10 days straight. Now, it's time for her. Bây giờ thì tụi mình sẽ vào chơi một cái trò chơi thực tế ảo mà nó ảo như thật luôn. Lần nào đến đây tụi mình cũng phải chơi hết. Mọi người hãy xem tụi mình chơi như thế nào nha, vui lắm luôn. Trong trò chơi này thì tụi mình là những chú chuột đang đạp những con sâu chui lên từ những cái lỗ dưới đất, tại vì tụi nó đang xâm chiếm thế giới phô mai của tụi mình, giống ở trên hình nè. Wow, hay vậy. Mình đổ cái chiều nước chảy xuống hả con? Ồ, nó có magnetic đúng không? Magnetic. Đó, closing in 5 minutes. Did you hear that? Nhanh lên, mình mà không đi ra cửa sớm là người ta đóng cửa, người ta nhốt mình trong này nha. Vẫn còn nhiều trò hay ho lắm mà mình chưa có quay hết đâu mà đã hết giờ rồi đó. Quá rồi, ít nó làm cực. Để nước cho người ta uống hay gì mà cố gắng giữ ít. Lexi đâu? Oh. Oh my god, it's splash everywhere. Đi nào Felix. Bây giờ thì COX phải đi về và kết thúc clip này thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào vlog tiếp theo. Và chúng ta sẽ đi chơi tiếp cho hết mùa hè. Bye bye nha.